Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu nước hoa đến từ thương hiệu Dolce & Gabbana đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra một sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay và những cái chia sẻ thực tế nhất về một sản phẩm nước hoa ngày hôm nay. Bên trong các bạn thấy là do đây là một cái món khá là dễ vỡ là nước hoa, cho nên là các bạn thấy họ đóng gói rất là kỹ lưỡng luôn. Cái túi đựng khí rất là dày như thế này, sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. Họ đựng rất là kỹ với những cái túi khí và phía dưới chúng ta sẽ có một hóa đơn cho sản phẩm đây. Để thì sẽ là nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nha. Rồi, trong ta mình sẽ để cái kiện hàng vào một bên đi đến nhân vật chính của chúng ta. Đây là một cái mẫu tester nha các bạn, một bản khá là hiếm cho mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Thì Dolce & Gabbana là một hãng thời trang cao cấp của Ý, được thành lập vào năm 1985 tại Lugano bởi các nhà thiết kế người Ý là Domenico Don và Stefano Gabbana. Don và Gabbana nổi tiếng trong giới Hollywood, họ đã thiết kế trang phục cho những ngôi sao như là Madonna, Giselle Bündchen, Monica Bellucci, Ayumi Hanasaki, Isabel Rossellini, rất là nhiều những diễn viên nổi tiếng trên thế giới đã sử dụng cái trang phục của họ. Và ngày hôm nay thì mình mang đến cho chúng ta một mẫu nước hoa đến từ nhà Dolce & Gabbana, một bản tester của một mẫu nước hoa cực kỳ nổi tiếng trên thế giới luôn nha các bạn. Và mẫu này sẽ có tên là Dolce & Gabbana Light Blue Perfume for Women, nồng độ EDT, và đây là bản new tester nha các bạn, một cái bản khá là hiếm. Đó, các bạn sẽ thấy chiếc bóc tester nó sẽ rất là đơn giản như thế này thôi. Đây, các bạn thấy tất cả những cái thông tin nè các bạn, not for sale ha. Đó. Và chúng ta sẽ có nồng độ eau de toilette nè, rồi 100ml, đây chính là cái dung tích các bạn, cũng khá là 100ml, đó là nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra cho các bạn xem, hơi khó mở các bạn nha, đeo vào tay thì nó khá là trơn. May đây là một mẫu tester thì chúng ta có thể dễ dàng mở nắp ra, còn đối với bạn ấy thì nó sẽ dán nguyên siêu luôn, rất là khó mở. Xin lỗi các bạn, chắc mình là mình phải mở bao tay ra. Các bạn đợi cho mình khoảng 30 giây nha. Nó khá là... Bạn tester này nó dán hơi khó mở một chút xíu nha các bạn. Nó dán luôn rồi. Khá là khó mở thôi, mình quyết định mình để luôn. Nếu có đáng tiếc là mình không... cái nắp dưới đáy lại mở dễ mở hơn các bạn ơi. Đây. Mở từ đáy nha. Rồi các bạn. Rồi. Đây chính là hình dáng chai của chúng ta, rất là đẹp luôn. Mẫu sản phẩm nước hoa dành cho nữ đến từ nhà Dolce & Gabbana, bản Playlu. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm best seller của nước hoa thương hiệu Dolce & Gabbana nha. Và nói về mẫu sản phẩm này thì Light Blue của Dolce & Gabbana là một cái loại nước hoa có hương hoa trái cây dành cho phụ nữ. Light Blue được ra mắt vào năm 2001 và người tạo ra mùi hương này là Oliver Spratt. Hương đầu sẽ là chanh sequila và táo, tuyết tùng và hoa chuông. Hương giữa của chúng ta sẽ là tre, hoa nhài và hoa hồng trắng. Sau cùng đó chính là nốt hương cedar, musk and amber. Sự gợi cảm của làn da rám nắng, làn gió nhẹ của địa trung hải nè, hương trái cây và hoa cỏ. Dolce & Gabbana Light Blue này nó đã ghi lại cái tinh túy của một ngày hè được ru ngủ bởi những con sóng vỗ nhẹ nhàng và bách đá Capri đầy mê hoặc. Và Dolce & Gabbana Light Blue nồng độ eau de toilette này là một mà cái hương mùa hè ở Ý, những cái nhìn thoáng qua, cái sự gần gũi dịu dàng và gợi cảm. Bối cảnh ngoạn mục như là Benet Betty và David Gandy, đây là cặp đôi biểu tượng của dòng sản phẩm Light Blue, là nhân vật chính của chiến dịch. Một cái chương mới về mối tình say đắm của họ được sinh ra dưới vách đá Palagrigoni đầy mê hoặc ở Calabria. Một loại nước hoa rất là tuyệt đẹp,
choáng ngợp và không thể cưỡng lại, giống như cái niềm vui của cuộc sống ngạc nhiên và đầy màu sắc, niềm hạnh phúc của quả táo Granny Smith, nữ tính và kiên quyết, sự mãnh liệt của hoa nhài, sự tươi mát của tre, hương thơm của hoa hồng trắng, sâu lắng và chân thật, đặc tính của gỗ tuyết tùng, hổ phách đầy đặn ôm trọn cái phần xả hương sâu cung. Đó chính là những cái mô tả chi tiết về mùi hương của dòng sản phẩm này. Và đây là một trong những cái dòng sản phẩm best seller cũng như là những cái tông nước hoa được săn đón nhất trong các ngày hè các bạn nha. Thiết kế chai cũng mang lại cho chúng ta một cái vẻ gì đó nó rất là mát mẻ, là từ những cái tông màu nắp màu xanh lam đến những cái chế tác đánh bóng, là tạo điểm nhấn rất là mạnh mẽ. Và thân chai như các bạn có thể thấy nó giống như là một cái phần thủy tinh đục của các bạn, nó tạo cái cảm giác mát lạnh cho những ngày hè. Đây, các bạn sẽ thấy nha, một tông hương rất là mát mẻ cũng như là tạo cái sự dễ chịu trong những ngày hè oi bức. Và thiết kế chai các bạn thấy là rất là đẹp luôn, cực kỳ sang trọng và nó vuông vức. Trái ngược với chai phiên bản dành cho nam các bạn nha, đây là phiên bản Play Blue dành cho nữ. Trái ngược với phiên bản nam thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế chai dạng tròn, bầu và nó cũng khá là lớn với cái nắp dạng tròn. Còn ở đây chúng ta sẽ có một chai Play Blue dành cho nữ với cái thiết kế vuông vức hơn, gọn gàng hơn khá là nhiều. Và đó cũng là những cái chia sẻ thực tế nhất về mỗi nước hoa ngày hôm nay đến những bạn nào đang quan tâm đến các sản phẩm từ Dolce & Gabbana, đặc biệt hơn là mẫu nước hoa đến từ thương hiệu D&G này ngày hôm nay. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm nước hoa với nhiều kiểu dáng nè, mà rồi những cái tông hương phù hợp với rất là nhiều phong cách khác nhau, với giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Và các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một cái mẫu nước hoa với cái tông mùi phù hợp với phong cách, cá tính và sở thích của mình. Và đặc biệt khi đến với eShip.vn, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có mức giá cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.